Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Phong thủy Tuệ Khanh. Như quý vị đã biết là tháng 7 âm lịch đúng không ạ? Là một tháng mà người các cụ nhà ta dân gian vẫn thường kiêng kỵ, đó là một tháng cô hồn. Tháng cô hồn là một tháng gì? Được bị ma quỷ và vong nó nhiều, đâm ra là ngày xưa các cụ vẫn kiêng kỵ là ngày không tốt. Và quan niệm về 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 ngày thì về tháng 7 âm lịch là một tháng gọi là tháng cô hồn ấy, thì đó là tháng được Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan và cho các âm hồn trở về dương gian để thăm lại cố hương và hoàn thành những cái tâm nguyện của mình. Đó, đó là về ngày về tháng cô hồn. Thì trong cái tháng cô hồn này ấy, thì dân gian vẫn kiêng là không làm việc gì. Nhưng mà thực ra trong tháng cô hồn cũng có rất nhiều ngày tốt để cho quý vị lựa chọn để làm được rất nhiều việc. Đấy, thì cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì vẫn như thường lệ là trong cái chương trình xem ngày tốt ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ loại bỏ cho quý vị những ngày xấu cần tránh trong cái tháng cô hồn này. Thứ hai là gì? Sẽ tìm ra những ngày tốt để cho quý vị làm việc. Thứ ba là sẽ cho quý vị biết là những ngày tốt này thì tốt cho việc gì và kiêng kỵ những việc gì không làm. Thứ tư là gì? Những ngày tốt này là tốt với ai? Tốt cho tuổi nào? Và những tuổi nào? Thứ năm là những tuổi nào thì kiêng kỵ trong những ngày tốt này. Đấy, đấy là toàn bộ nội dung chương trình ngày hôm nay. Thì đầu tiên vào chương trình thì chúng ta cũng sẽ là bước vào loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Thì như quý vị đã biết, tháng 7 âm lịch, đúng không ạ? Tháng 7 âm lịch nó là tháng cô hồn, đúng không ạ? Tháng 7 âm lịch năm 2022 nhâm dần thì nó khởi từ ngày 27 tháng 7 năm 2022 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022. Tháng 7 âm lịch nó là tháng Mậu Thân, đúng không ạ? Tháng Mậu Thân nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Và ngày mùng 1 nó là ngày Quý Mùi. Thì đầu tiên để lựa chọn ra những ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 7 âm lịch nó vẫn bao gồm những ngày đầu tiên là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương sẽ gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Ngày mùng 3, mùng 7, 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27. Đó là những ngày xấu. Tiếp theo là ngày con nước. Ngày con nước của ngày mùng 5 và ngày 19. Ngày mùng 5 và ngày 19. Tiếp đến là ngày dương cung kỵ. Ngày dương cung kỵ nó là ngày 1, mùng 1 và ngày 29. Mùng 1 và 29. Ngày sát chủ trong cái tháng 7 âm lịch này nó trùng với ngày thụ tử. Sát chủ và thụ tử thì nó sẽ là ngày xỉu. Tức là ngày xỉu là ngày rất xấu, chúng ta không nên dùng. Tiếp đến là ngày nguyệt phá, đúng không? Vì là tháng 7 là tháng thân, thân dần tương xung, nên nguyệt phá của tháng này sẽ là ngày dần. Những ngày dần chúng ta không nên dùng. Tháng 7 là ngày thiên địa chuyển sát, là ngày Tân Dậu và Quý Dậu. Ngày Tân Dậu và Quý Dậu thì trong tháng này không có, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến là ngày gì ạ? Ngày Nguyệt Kỵ mà các cụ vẫn hay kiêng, mùng 5, 14, 23. Mùng 5 là ngày Đinh Hợi, bỏ rồi. 14 là ngày Bính Thân. Và ngày 23 là ngày Đinh Tỵ. Đó, đó là những ngày xấu, toàn bộ những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn này. Tiếp đến là gì? Chúng ta lựa chọn những ngày tốt trong cái tháng 7 âm lịch này. Đây. Thì tháng 7 âm lịch thì nó cũng có rất nhiều sao cát. Đấy. Và cũng có rất nhiều sao hung. Thì để làm thế nào để chúng ta lựa chọn được ra ngày tốt thì mời quý vị cùng theo dõi. Như quý vị đã biết là tháng 7 là sẽ gồm có hai tiết khí là lập thu và xử thứ. Trước lập thu một ngày là tứ tuyệt, sau lập thu thì tam sát tại nam. Các phương vị như là tị ngọ mùi, đúng không ạ? Tị ngọ mùi là không nên tu tạo động thổ. Tức là những nhà nào mà hướng tị này, hướng ngọ này, hướng mùi này thì không nên động thổ vào trong cái tháng 6, tháng 7 âm lịch này. Và ta xét từng ngày tốt, đúng không ạ? Đầu tiên là ngày thân. Ngày thân sẽ là trực kiến. Ngày thân thì ngày Mậu Thân thì có thiên xá. Ngày Mậu Thân thì có thiên xá. Ngày Giáp Thân nhâm thân là ngày tỷ hòa. Đấy, nói chung là ngày thân này chỉ nên mai táng. Ngày thân này chỉ nên mai táng thì được tốt. Các ngày thân này, mùng 2 này, mai táng. Mai táng thì tốt thôi, còn không nên làm những việc khác. Đó, ngày tốt tiếp theo, tới ngày thứ cát nhé, thì tôi sẽ đánh dấu bằng mực vàng.
Tiếp đến là xét ngày Dậu. Ngày Dậu thì bị phạm vãng vong, có ngày mùng 3 Ất Dậu thì lại không có hung tinh, đó là ngày mùng 3 này. Ngày mùng 3 nhé, ngày mùng 3 này là ngày Ất Dậu. Ngày Ất Dậu này thì quý vị chỉ nên là phát phá núi này, phạt cỏ, an táng, hưng công, dựng cột, các đoàn rông, sửa chữa, tạo tác, xuất hành, khai trương, nhập trạch, rời chỗ ở. Đấy, thì là ngày này được thứ khác. Mặc dù nó bị phạm vào ngày Tam Lương nhưng mà bị được rất nhiều sao tốt chiếu, đâm ra là chúng ta sẽ vẫn có thể dùng được. Còn ngày 27 này thì bị phạm vào cửu thổ quỷ, đâm ra chúng ta không dùng. Ngày Đinh Dậu thì là ngày hung bại, đâm ra chúng ta cũng loại bỏ. Như vậy là ngày Dậu chỉ có ngày mùng 3 là ngày Ất Dậu có thể dùng được. Tiếp đến ta sẽ ngày Tuất. Ngày Tuất thì có Thiên Phú nhưng là bị thiên tặc. Ngày Bính Tuất, Nhâm Tuất thì có Châu Tước Cô Giảo, lại bị Bạch Hổ nhập trung cung. Nếu dùng sẽ bị khẩu thiệt thị phi và suy bại. Đâm ra chúng ta cũng không nên dùng. Nói chung là các ngày Tuất nó đều là ngày xấu, chúng ta không dùng. Ngày Hợi thì bị đằng hạn đằng xà, đúng không ạ? Ngày Hợi này thì bị đằng xà và bị tổ nhân khẩu, bị họa quan tư, khẩu thiệt thị phi và hung họa đến bất ngờ. Nếu mà dùng vào thì chúng ta cũng không nên dùng, chúng ta sẽ loại bỏ. Tiếp theo theo ta xét ngày Tý, ngày Canh Tý và ngày Mậu Tý. Ngày Mậu Tý là ngày mùng 6 này. Mùng 6 là Mậu Tý. Dùng thì sẽ được là thứ cát. Đấy. Còn ngày Nhâm Tý, ngày Canh Tý. Ngày Canh Tý là ngày 18 bị phạm vào ngày Tam Lương. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể dùng thì vẫn dùng được, nó tại vì nó cũng có nhiều sao tốt trong ngày 18 này. Nên tôi sẽ không ghi đây nhé, quý vị dùng thì cứ dùng thôi. Vì nó có nhiều nhiều sao tốt. Còn con quan niệm về Tam Lương ấy, thì nó chỉ là một quan niệm dân gian, chứ nó cũng không có trong hệ thống học thuật và hệ thống thần sát. Đó thì quý vị vẫn có thể dùng được. Ngày Sửu là ngày sát chủ và thụ tử thì chúng ta loại bỏ rồi. Ngày Dần Nguyệt Phá chúng ta không dùng. Tiếp đến ta xét ngày Mão. Ngày Ất Mão là ngày 21 bị phạm ở chính tư phế thì chúng ta cũng không dùng. Ngày Quý Mão thì có các cát tinh như là Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân, Khố Lâu, Ngọc Đường, Tụ Bảo. Nó hợp cho việc này, ngày mùng 9 này quý vị, nhân là ngày tốt ngày Quý Mão ấy. Ngày mùng 9 Quý Mão thì nó là ngày tốt, ngày đại cát, quý vị có thể dùng vào việc sau này. Quý vị có thể dùng cho việc là hôn nhân này, giá thú này, hưng công, động thổ, dựng cột, khắc đoàn rông, khai trương, xuất hành, nhập trạch, thượng quan, làm con lẫm, làm chuồng trâu dê, hoặc là nuôi thả tôm các thứ ấy, hải sản thì quý vị có thể làm được. Nếu mà dùng vào ngày mùng 9 ấy, Quý Mão này thì sẽ được là sự nghiệp là xương thạch và nhân khẩu thì hưng vượng, sinh quý tử và tấn hợp tài, giàu có hòa thuận. Đó thì quý vị có thể dùng được. Đó là ngày mùng 9. Đây, mực xanh sẽ là ngày tốt đại cát. Tiếp theo ta sẽ ngày Thìn. Ngày Thìn thì có Thiên Hỷ, đó ra cũng khá là tốt. Còn ngày Bính Thìn là 3 ngày đây, ngày Bính Thìn nó phạm Tam Lương. Đấy. Nhưng mà nó làm được thứ khác tốt cho việc là gì? Mai táng. Mai táng nhá. Ngày 22 Bính Thìn này thì tốt cho việc mai táng này. Tốt cho việc mai táng. Còn ngày Giáp Thìn thì bị Bạch Hổ nhập trung cung, ngày Giáp Thìn là ngày 10 bị Bạch Hổ nhập trung cung, chúng ta không dùng. Như vậy là ngày Thìn chúng ta chỉ có thể sử dụng được ngày 22 âm lịch. Đó là ngày để mai táng thôi, còn việc khác không nên dùng. Đến ngày Tỵ, ngày Tỵ là trực thu thì bị Tiểu Hồng Sa, lại bị Chu Tước Câu Giảo, đằng xa trên nhiễu, đơn giản mọi việc thì cũng không nên dùng vì nó là ngày đại hung. Ngày Ngọ, đúng không? Ngày Ngọ thì nó là trực khai. Ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ, đúng không ạ? Ngày Ngọ là trực khai, ngày Bính Ngọ và Mậu Ngọ thì nó lợi về cái việc như là giá thú này, tu tạo, an táng, khai trương, nhập trạch. Đấy, ngày 12 này, 12 là ngày Bính Ngọ này. Và ngày 24 là ngày Mậu Ngọ. Thì hai ngày này nó sẽ là ngày tốt. Ngày tốt, ngày đại cát. Quý vị nhớ nhé, ngày đại cát. Đơn quý vị, nếu mà dùng ngày này rất là tốt. Bính Ngọ và Mậu Ngọ là ngày đại cát thì chúng ta có thể dùng được. Và nó tốt cho công việc như là tu tạo này, tụ tập ăn chơi này, một này, thứ hai là giá thú này, tu tạo, an táng, khai trương, xuất hành, nhập trạch, động thổ. Dùng các việc này thì nói chung là được phú quý, được quý nhân giúp đỡ. Công việc thì hanh thông thuận lợi.
Và quyến gia quyến thì được bình an an khang, nên là quý vị hãy lựa chọn ngày ngày ngọ này để mà làm. Và ngày cuối cùng ta xét đó là ngày mùi. Ngày mùi là trực bế, nhưng nó có thiên thành là tốt, nhưng lại có thiên tặc là xấu, đúng không? Chúng ta sẽ xét từng ngày sẽ như thế nào. Đầu tiên là ngày quý mùi thì có hỏa tinh, ngày kỷ mùi cũng có hỏa tinh, đâm ra là nó lợi cho việc gì, tu tạo nhập trạch, dựng cột gác vào rông, xuất hành, khai trương đấy. Nhưng mà ngày ngày quý mùi này, ngày quý mùi này này thì chỉ nó bị phạm vào ngày ngày dương công kỵ, đúng là chúng ta đã kỵ về việc xây dựng thôi, còn lại những việc khác là cũng là dùng sẽ được thứ khác. Vì vậy tôi cũng ghi vào đây nhá, mùng 1 này là ngày quý tỵ, quý mùi này. Quý vị có thể dùng được những việc như là gác đoàn rông này, xuất hành, khai trương, dựng cột, gác đoàn rông, nhập trạch đấy, hay là tu tạo đấy, thì sẽ được thứ cát. Đấy, ngày quý mùi nhé, là ngày thứ cát. Các việc thì tôi vừa đọc xong, thì quý vị có thể theo dõi. Còn ngày ất mùi, ngày ất mùi thì bị sát tập nhập trong cung, chúng ta không dùng. Và ngày đinh mùi thì là một ngày nếu mà dùng vào việc nhỏ thì cũng được thứ cát, thì chúng ta có thêm ngày 25 là ngày đinh mùi, dùng các việc nhỏ thì cũng sẽ được thứ cát đó. Như vậy là gì, tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt trong cái tháng 7 âm lịch năm 2022 nhâm dần đó. Tiếp theo là gì, những tuổi đại kỵ, đúng không ạ? Ví dụ như là tuổi cái ngày thân này, ngày thân nhá, tôi sẽ kỵ theo từng từng ngày nhé. Ngày thân thì chúng ta kỵ tuổi dần và tuổi hợi, tại vì dần là xung với thế với thân, và thứ hai là hợi là gì, hại thân thì chúng ta không dùng. Thứ hai là gì, ngày dậu thì chúng ta sẽ kỵ tuổi mão, tại mão dậu xung nữa, và tuổi tuất. Dùng ngày tý thì chúng ta kỵ tuổi ngọ và tuổi mùi. Ngày mão thì chúng ta kỵ tuổi dậu và tuổi thìn. Những người tuổi dậu tuổi thìn không nên dùng ngày này. Còn ngày thìn thì chúng ta sẽ kỵ tuổi tuất và tuổi mão. Ngày ngọ thì kỵ tuổi tý và tuổi sửu. Đó, đó là những cái tuổi không nên dùng vào những cái ngày mà tôi đã ghi ở trên. Đấy. Trên đây là những chia sẻ về ngày tốt trong tháng 7 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để theo dõi những cái video tiếp theo của Phong Thủy Tuệ Khanh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.